Mình ship ăn rồi mình có thịt. Tôi thấy ông ốm nhơm mà ông nậu ba chưa có thấy ông nậu rồi đâu ơi. Ông thấy chưa? Chưa mới thấy nè. Nè ông này có thịt đó. Có thịt ông này nè. Sao sớm ông từ ông có vô trong này nằm được không sao sớm không sáu ông đó ốm mà phà lửa thì không sao ốm mà có lửa không sao lửa phà lửa thấy không bị chừng em sao ông sợ điện hay là ông sợ lửa ông sáu lại trước mộ ông cúng bữa ông sớm sau tôi đi lợi lần trước đâu có lần này có bộ ốc thì mới ốc cho nói không ơi nghe chỉ làm sao vậy tôi sợ sợ lắm hả gớm gớm đẹp đẹp, đẹp mà tôi thấy đẹp quá đẹp luôn mà còn gớm vậy mấy cái vòng tròn đó là ắn đó nghe không sao nghe ắn đó không phải tập thường đâu à này đâu ông nào cũng đâu mà ông thấy cái này có bộ hay tôi có thấy là tôi ngầu mà sao mà ông buồn dữ lắm mà tôi ngầu nữa tôi thấy mà buồn lắm à dạ mà con xin lỗi lợi ông mà ông thiệt tình quá là ông chết nữa đúng không tôi kêu án ông chết nữa tôi không có chết đâu cái căn của tôi là xấu cũng có tốt cũng có vậy mà dễ xài đó căn của ông khổ nó biết ông rồi nghe nó đeo theo ông chết luôn nữa ông nội nhớ nó hạ bô hạ gì hết một lần nữa đồ người ta để có nhiều đó mà rồi lên nó hát ông nội ông ngoại vô đã đi ông cũ con mang ơn dạ con xin lại ông là không có chơi luôn con biết rồi biết không à sao rồi cái cô áo đỏ kìa nhìn ông cười ông hoài lý do làm sao vậy ông sao à, cái vui người ta cười cũng mang ơn đó ở đó bà áo đỏ là bà áo đỏ à. Là sao à ông coi rồi bả nó nói à cái à, đó thì mình không biết được à. Ta biết thôi à, chắc chung sáu với cái cô áo đỏ làm gì có hợp căng với nhau á hợp thấy hợp với sáu đó nè đầu lại nói chuyện với sáu rồi với cổ rồi sao rồi nó lớn lớn lên bây giờ lại trước cửa mộ của Bùi Văn Chủ mình tâm sự chút xíu sao Bùi Văn Chủ Bùi Tân Chủ ở à, trước này chúng có kìa có liên quan kìa có liên quan rồi rồi tìm ra đó không có lỡ gì đầu hàng vậy tội chết đâu có đâu mình lại đó mình nói chuyện dễ hơn rồi đi 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 sao lại lần đầu nói chuyện với ông nói với chừng này nha ông nói ngàn không không nghe đi đi sao cái này là lịch sử của người lớn thì mình tấn tôn thờ ổng mà thôi đây, 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 đây. Ngoài là tôi không có dám đâu sợ lắm sợ ai gì đâu sợ mình tâm sự mỏng thôi mà ôi trời ơi ông hổ kìa sao ông hổ có gì ông gì nằm trên lưng hổ ông một cháu ông này hả ờ ông ăn thịt người ta chết ông ăn thịt ta hả ông này này rồi ông đó ông này đẹp chứ quá đẹp này ồ ông không dám đụng nhau ông đâu khủng mạng khủng mạng đụng nhau khủng mạng đụng cái kế làm gì nữa không sao có trái này dám cùng đụng không sao trái đó cái gì không nhớ trái đó cái gì cái trái này là cũng như ta gọi lại là cái gì đó mà người ta mà ổn quá đi là con trai
Xe xe lại lên lại đó, bỏ liền về cà sắp. Đi cà phê làm sao? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Cà phê không mà xuống cũng có cà phê. Uống thuốc làm sao? Uống thuốc nè. Uống thuốc kìa, sao rồi? Thuốc này có làm sao? Sao rồi, uống thuốc chưa? Ồ, đây nữa nè. Ồ, đó, đó, cái bài... Bèo cặp không ha? Nè, sao uống thuốc chưa? Không, không dám uống không? Ồ, mấy ông ngộ quá. Này, năm ông ấy, kỳ chúc ông làm sao? À, coi một hai năm ông ngủ mổ quá đẹp ha. À, đẹp. Như nhờ ông Sáu giải về mà coi này ngủ hổ không, ông Sáu giải ra sao sao cái này ông cọp mà lại dâu mèo hiếm. Chứ ông cọp mà gâu mèo á, ờ đúng rồi, đó, ông nhìn ra nó gâu mèo. Ủa sao kỳ lắm sao? Sao? Kỳ chỗ nào chặt bỏ chỗ nó. Còn thằng ông nậu lại đâu mà ông hả hổng, ông có ứng luôn. Nhìn thằng ông hả hổng với cậu. Hả hổng với ghê à. Trời. Ông này có tu không? Ông này có tu không đó? Ông này tu chưa? Ông này không có tu đâu, ông giữ cái lắm. Ông không tu hả? Ờ mà giờ ông thiền không biết. Ờ. Vậy là ông con cặp đó cặp gì? Cái con này là nó gọi là ở ngoài quế ngoài bự lắm, ăn thịt người ta. con nó ăn thịt người ta hả? Dạ. Hai đó là kêu hai cái gì cũng sao? Hai con này nè. Ta kêu gà đải. Gà đải. Nhưng mà ngược lại nó không phải, nó gọi là chích. 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 Chích là chích gì? Con chích. Chích cồ hả? Sao? Ờ, ta gọi là chích cồ. Ờ, cái chích đầu đỏ đó. Xíu đầu đỏ hả? Chích đầu đỏ. Nó có cái mỏng. Ờ. Để mà bà Sáu bên này, đó, bà Sáu ông nhận hổ hoài kìa. Có ông nào quen không nhá? Vậy là ông hổ đó chưa tu qua hay là tu rồi ông Sáu? Ông vô đây là ông tu rồi mà. Ở trong này không có nào thành người nhất chứ. Không có thành người. Ồ, không thành người. Trời, hồi đó tôi tu mà tôi gặp thứ này là nha. Đi lợi vậy này là nó quánh nè. Ồ. Mà phải đi luôn như vậy. Toan bồ. Gặp công mà gặp hôm này không là thôi rồi. Đó, có người đó, sao? Đó. Này hả? Hả? Ông lão chờ đợi gì đó. Không phải đâu. Cái gì? Cái này của cái này. Sao giờ có tiền nè? Cái gì hả? Xuống đó. Cái chuồng nó chở gì không sao? Cái chuồng đó ý nghĩa là chở gì không sao? Cái này người ta chở nai. Chở nai. Chở hai nay hả? Ủa hôm nay ở trên anh ăn cỏ mà. Đây chụp bự hơn nữa. Đẹp à. Này có ai nghĩa nè, bà Sáu đi xuống rồi đó. Sao cá nó đi gì mà nhảy nhảy. Ừ, nhảy tứ tung tung cho làm sao? Cá nó nhảy lên đợi. Không. Cá nó tại vì nó khi mà nó sinh hoạt tới giờ đời của người ta nó mình không biết được đâu mà người ta nhảy nhót lên như vậy nó cũng có mà tôi cũng gặp con cá này nhưng mà con cá này cái màu này ở Tịnh Biên mà cái màu này ở cái này hai ông với hồ sen luôn không sao với cái hồ hả? Ờ mà cái màu con cá y như vậy. Ừ. Là lúc đó ông xuống tắm ngoài đó ông gặp nó không sao? Không. Không có gặp. À. Thôi bữa nay ông Sáu về mời sẵn qua giếng bên mộ ông trang chủ thì ông Sáu can bản không sao? Rồi yêu cầu ông can bản để ông làm đâu can không? Can Sáu ơi can. Can. À, hôm nay can luôn, hôm nay Sáu này tâm cũng sao vui rồi. Phải gặp ông lão lái đò thấy vui rồi. Mấy sáu can bản nữa
thấy ông Sáu cũng nhiều tâm sự lắm đó nha. Nhớ nước nước hay gì á, có gì mà ông Sáu buồn sao? Sau nay mà con ăn mà con dòm ta kỳ đó, con ăn là con dòm à, để ý nghĩa hay sao vậy ông Sáu? Trời, chim nó hồi đẹp đó không sao? Sao rồi? À, sao ông xuống dưới mộ này là có cảm nghĩ gì, có suy nghĩ gì bên núi nước không sao? Không có liền, tại vì người ta nói là nếu mà như vậy là khi mà cái cũng được, người ta suy nghĩ cũng hay. Chứ còn tôi suy nghĩ á, ví dụ như cái đợt lớn nó rớt, còn đợt cái nó lên, đợt cái ông này á, ông cũng như Phật rồi, chứ không phải là chơi. Nhưng mà ngược lại á, ông phải nói cho người ta nghèo. Chị nào dài nuốt nước nữa không sao? Chị nào dài nuốt nước nữa? Ta nghèo. Nói gì em sao? Này người đàn bà. Cái này giống trái tim quá nè. Thiên Nga nè ông Sáu. Ăn dịch. Ngẫm. Sơn thủy hữu tình. Dạ, sơn thủy hữu tình như thế. Phải không? Sơn thủy hữu tình phải không? Sơn thủy hữu tình luôn. Ừ, đúng rồi. Sao cái chữ đọc tung hay luôn ta? Được luôn. À, cái chữ bên đây chữ gì không? Bên đây nó hoàng vàng như giống đâu. Ừ, đúng rồi, chữ tàu đúng sao? Bên đây thì mà nó hoàng không biết, nó chữ mà. Có chữ gì không sao? Có nghĩa cái chữ này như thế nào nè? Sao nghĩa làm sao? Chữ này là ta gọi lại là chữ nam hay là hoặc nữ, mà nữ hay là nam mà không có phụ nam mà không có phụ nữ mà gọi lại là học nữ mang ơn người mới tới lại là mang ơn công đức của thầy cô gì hả? Sáu à, có nghĩa hay quá. Ôi trời, thật ở trong lòng mới sinh ra 2013 sao đi đồng 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 bóng khám phá những bức tranh ảnh này rất là đẹp. Vậy nghĩ là những bức tranh này bị ảnh luôn nghe quý vị. Tôi cũng chịu thiệt. Chỉ có cái màu ông cá chịu. Ông cá là chịu, ông cá màu cá đó sao? Còn màu cá này, cá kia, cá nhỏ, con cá nhỏ. Cá là cái gì làm sao? Cá chỉ tay đó. Chép quá. Cái lồng tông hay gì? Ý nay mà có dâu hén ngộ. Nay có dâu. Nói chuyện này là cái gì? Nay có dâu cái gì? Không phải, cái đó con dê. Nay. Con dê. Nay ta. Nay có hai cái sừng thôi nè. Sao nói nay thì nghe nay đi. Sao nói mà. Nay á. Không. Không phải vậy, nhưng mà ngược lại nay thì luôn luôn lúc nào nó cũng phải có sừng mà cái sừng của nó như vậy là sừng của nó y như vậy là nay thì gọi là nay, chứ còn ngoài ra nữa không có gì hết. À, rồi chữ này chữ gì đó, chữ này sao chữ gì đẹp như vậy, nó gọi là nước đó. Nước nước chảy linh tài, sinh tài cho phải linh tài sao không? Sinh cho phải linh. Anh chạy, anh chạy.
sáu đọc lộn rồi. Có cơ chạy 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 hở chạy. Sáu giờ nó tóc đẹp trai quá ta. Sao nhổ râu nữa. Ngồi ngồi xuống đi tâm sự đi ông sao ơi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi ngồi tâm sự ngồi đi. Ngồi đó đi. Không à, không mấy mua giỏ chút xíu đi ông sao ơi. Mua giỏ cho vui quá. Ngồi ngang cá đây nè. Rồi. Xíu nào mua giỏ luôn ha. Thay cái chiếc bằng là mình sao sao ông về rồi cái bộ đẹp dữ rồi. Thì bữa nay Sáu vô mộ của ông chân chủ này, chú Sáu nghĩ cảm nhận như thế nào là chú Sáu? Dạ bởi vì không có cảm tưởng gì hết. Đây là cảm tưởng như bây giờ là tâm tôi là đi xuống dưới này vậy là để viếng mộ của lịch sử của người lớn người ta đã chết đó, thì mình xuống viếng thăm vậy là thôi. Nhưng mà ngược lại thì theo mà nó như vậy đó thì tình cờ anh em vui thì tôi cũng mang ơn theo cái tinh thần của anh em vậy thôi, chứ còn ngoài ra tôi không hiểu được cái tinh thần của anh em. Thì ông Sáu có gì ông đi con đường này ông biết bên Phật pháp gì ông kể dạ, ông không chuyện Phật pháp không 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 sao dạ, bởi vì mình chỉ biết có cái dân thì nói chuyện theo dân vậy thôi, mỗi người nói chuyện theo cái lối sống của anh ta. Là cái đời sống của người ta, ta nói chuyện mà ta nhờ bản thân người ta đó. Thì bởi vì cái khúc nam á, thì ra nam mà ta cũng nói chuyện theo cái đời sống, người ta phải có cái hưởng theo đời sống của người ta. Mà nữ thì theo như vậy, nữ đó là sự tích của cái người lớn mình không biết, mà nghe kể lại đó là như vậy là như vậy thôi, chứ còn ngoài đâu mình không biết. Thì xin chú Sáu là ta nói là như chú Sáu vừa gọi, chú Sáu nói là người ta biết nói là có tiền là sao chứ? Sao thì chú Sáu nãy nói là người ta biết nói là người ta nói ra tiền, mình không biết nói là sao? Cái đó là cũng như thí dụ mình á, mình nghèo với nghèo là thấy nó hợp lệ, nhưng mà ngược lại bản thân mình nghèo mà mình với giàu là mình không có hợp lệ. Bởi vì ta cái thì theo người mà mình để đặc biệt nói chuyện thì coi như vậy là hết, chứ còn ngoài ra nữa mình không biết. Không, cái câu nói thì nó ra câu nói, mà mình nghe là mình nghe, mà mình phải quyết định mình. Đúng rồi, đúng. Đối với bản thân mình không có trở ngại gì, nhưng mà ngược lại cái trở ngại lại là em út hoặc con cháu nó còn nhỏ đó, là sợ cái đó thôi, chứ còn bản thân mà nó biết mình không có sợ đúng đó. Hôm nay cũng định chú Sáu ấy vui không chú Sáu? Dạ, mùng 9, mùng 10, năm luôn đó chú Sáu. Vui. Vui mà thấy chú Sáu không có vui chút nào hết trơn. Chổi tay anh càm không kìa. Chống càm không? Dạ. Đó cũng là mà... chú Sáu ơi. Chú Sáu chú Sáu ơi. Vậy là bữa nay là chú Sáu như vậy là chú Sáu thấy người ta lại đông lắm, là chú Sáu cảm như mà nhìn đông thế nào. Tôi thấy chừng nào đông chừng nào vui chừng nấy. Nhưng mà tôi cảm thấy vui là vui mình phải giữ mình, mà vui mà mình không giữ mình ai biểu mình nghe tao.
ai biểu mày nghe tao chết bỏ. Mày giờ mày có hay đi nữa đó, đi lợi ngay đây là ông này ông biết theo vậy. Ví dụ như bây giờ thì trong một cái lớp học mà bạn hay thì ai mà nó không vui, nhưng mà bạn hay với bạn hay nó trở thành lại là phong kiến, đặt hình kiến. Thì theo mà nó như tôi đoán ra là nó đã như vậy. Nhưng mà ngược lại ai biểu mày nghe tao, còn mày đi trình á thì lợi đó đó thì ông dòm cái mặt mày nó trúng chọc rồi ông biết rồi. Còn tôi thì tôi xấu tôi xí gì kệ tôi đó, mình cũng đâu có biết được trong bụng với mình là chắc ăn đâu đó, mình chưa chắc ăn được. Thành thử ra mà con á, con gặp thì còn nói mà hết gặp lại hết nói. Vậy là chú Sáu sợ mình xấu bở không dám mặt, không dám gặp mặt ổng. Nó không dám. Chứ tôi thấy cái người xấu nhưng mà ngược là tốt của người ta mình không mà lý do mà tôi muốn nói vậy mà toán lương tâm tôi không nói. Làm gì tôi cơm tôi mần tôi ăn, không phải tôi đứng tôi tôn thờ ông, không phải tôi cũng vẫn tôn thờ ông bình thường vậy thôi. Nhưng mà ngược là cái người đặt còn kiếm này như vậy thì tất nhiên là tôi nhìn người tôi dòm người hay cái nó hại hay, mà hay cái nó chen nhấn vào, nhưng mà nó không hay, nhưng mà cái nịnh nó hay là nó không nịnh nó hay vậy tôi không có biết. Nhưng mà ngược là cái nói chuyện gì nữa, ai biểu mày nghe tao, ai biểu mày nghe tao là mày chết rồi. Rồi mày lỡ mày trình đi, mày đưa cái mặt mày ra nó xấu quắc, mày chết mày. Tao không có chết, tao không có sợ. Vậy là chú Sáu không nói giờ là cũng như là cái người xấu mà tấm lòng ta tốt là ông có chứng, mà cái người mà đẹp mà tấm lòng không tốt là ông không có chứng sao? Cái đó không biết đâu, người lớn đâu, mình nhỏ con cháu mình đâu có biết. Nhưng mà ngược lại á, vì chính tôi đây là sống ngon thiệt nhưng tôi thấy anh em hại cũng nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại á, tôi cũng cảm thấy lại là người á cũng tha tội cho người ba lần, mà người đi tôi cũng không có tội. Nhưng mà ngược lại á, tôi thấy những lương tâm tôi không dám khen thiệt. Nhưng mà người lớn ta đồng ý, người ta nói mình như vậy chứ một chút nữa người ta người lớn ta quý định nợ mình lúc nhỏ mình thua. Còn cái người mình hở ra đi trình nó đưa cái mặt nó ngủ lục qua giờ ai biểu mình nghe tao nói cái gì đâu. Còn như lại đây á, tôi có quyền quân dân, tôi có quyền nói chuyện nông dân, mà tôi có quyền thăm hỏi, mà tôi có quyền dân á, tôi phải thấy hiện tại đây là lịch sử của ông. Dạ con, bạn bè mới kêu con thì con cũng mong mình biết. Dạ con xin lại ông. Dạ quá lâu mới thấy xấu lại luôn, ta chừng lễ luôn mình quá lâu. Dạ dạ con cũng là lịch sử nữa, mà con lịch sử sao, tại lịch sử này lớn. Cái này cũng vẫn là lịch sử, mà lịch sử nhỏ. Sao bấy nhưng mà ngược lại thằng kia tôi ăn trình báo lên thì ông mày ổng lớn gì vậy, ông dòm những cái khuôn mặt nào sao? Khuôn mặt nào té là khuôn mặt nó thua, khuôn mặt nào không té là khuôn mặt nó không thua. Dạ. Ủa sao mà lý do sao mà lại có một lại một là tình có một lại không? Bây giờ tôi đâu có biết, tôi tôn thờ cũng muốn lại sao cũng lại chứ. Ông đâu có bắt buộc ông nội nào bà nội nào, tại mình dân mình muốn làm sao mình làm vậy thôi chứ. Còn ngoài ra biết được, trời ơi mấy ba nè thôi. Gặp mấy ông hoài với ông tám bà tám. Đáng lẽ là tìm ra lại ba lại mới đúng, mà ba thằng tu dân là cũng phải vậy nha. Dạ. Dân là muốn lại mới lại gì hả? Sáu nói là chú Sáu là dân là muốn lại là mới lại ngày lại nha. Ủa hồi nào giờ thấy không có thấy chú Sáu lại ai, tại sao bữa nay là có cái động cơ nào chú Sáu mà về cái mộ lại giếng cái mộ con Trần chủ mà chú Sáu lại là cái động cơ như thế nào? Động cơ hả? Dạ. Cái động cơ gì?
cái động cơ không cái nào động, tại cái lương tâm mình động là mình chật, mình mất dạy. Cái này nó không có động, mình không có gì chứ. Tại vì chuyện này đây là chuyện lịch sử, chúng tôi học thì chúng tôi phải tôn thờ. Chúng con còn nhỏ thì chúng con chỉ lại một lại thôi, còn ai mà hại tu thì người ta dòm có bắn mặt của mày á, mặt mày ác hay là mặt mày không ác là mất cỡ là thôi đó. Con dân là con nói chuyện theo dân gì thôi mà cha con không biết hay à. Rồi ngồi xuống đi ông sáu, xuống ông sáu. Không có rõ ra sao về chiêu đây. Ngồi như vậy là phải lại, còn ngồi như vậy á là phải như vậy. Rồi ngồi chịu thấy làm ăn gì trời. Cái trình lễ vậy mới đúng nè, trình lễ mới đúng theo lực của ông sáu nè. Đó công nhận giờ thấy cái thứ vô mì quá thôi. Sáu ngồi trang nghiêm quá. Này là cũng như ông là hồi đó là dạ. Cũng như ông Sáu cũng có lên làm như ông có đi hầu đi theo ông trang chủ nè. Bởi vì giờ ngồi mới ngồi cái thế đó mà ngồi hầu ông à. Lính của ông trang chủ ngày xưa. Ở chắc vậy quá. Đó, luôn hả? Đúng rồi. Lính của ông trang chủ. Quên lại chuyện ngày xưa. Rồi chút xíu nó có người nói thổi lỗ tai nữa nè. Nói gì nữa này cho ông nghe, Sáu nghe luôn nè. Rồi bây giờ cũng làm giả chứ, cũng phải chạy cho thằng cúng giả đứng cán đây cho làm sao. Chợ ai cúng cúng chứ, ai nói chứ, không lẽ mai miệng người ta đi chợ, sao không đi ba vậy người ta. Trời, quy luật nào nó cũng vậy, đây là chung của bầu trời, thì dân người ta bái bán thập phương ta lợi, ai muốn tôn thờ sao là tôn thờ. Mình đừng nên có cái kích động như vậy, là tất nhiên như vậy là ông không được vui. Vui làm sao mà mình đi sao mà để cho máy quay tùm lum hết trơn vậy vậy rồi kỳ vậy. Trời ơi, đó biết đâu hỏi ta. Ông nội này trời á. Không đọc thằng ông nội luôn vậy rồi. Trời ơi. Sao đổ hướng rồi, sao đổ hướng rồi. Đổ hướng này, đổ qua phải qua trái luôn ha. Cháu thắp nhang cúng luôn á, lại luôn. Cháu này cúng luôn ạ. Cháu này cúng luôn. Ơi, ta mới dán á, đỡ đừng phá má. Má mà phá đây á là con bứt miếng má. Thôi con mắt tôi có mắt có người mà. Con có cặp mắt mà có người nữa. Không, mà cô đi. Mà cô đi. Lại coi thử đi. Hả? Ông biết lại không? Lại. Rồi, một lại rồi. Lại ra tôi muốn lại nhưng mà nội. Hả? Muốn lại vậy? Go. Mà lại nữa hả? Lại muốn lại mới đúng. Trời ơi, chờ ông chết rồi mới lại, chờ. Sống rồi lại nhiều mới được, còn chết rồi lại một lại. Nè, cái gì nhỏ luôn nè. Đó. Ông này làm gì vậy sao? Mày ông nào ứng quá. Ừ rồi. Khóc rồi. Khóc gì trời. Đó. Có thuốc không? Vậy. Bút lấy bút làm gì nhá. Lấy dưới ông ơi, ông Sáu. Như sao? Thôi dưới luôn nè. Thuốc. Nhất lại viên trẻ. Ừ. Đó. Lại qua đứng thôi. Có thuốc không mới được, có thuốc không mới lại. Hả? Rồi, nó mua gì luôn. Làm gì sao? Thấy trời. Không nhận. Mẹm gồng hả làm cọp ta mà hổ ta. Không gì hả? Mẹm gì sao? Xong đút ngay chắp vô cái miệng luôn kìa. Ông nhậm luôn rồi kìa. Không gà, có đưa hút không? Bữa nào ông nhớ lại đưa hút không kìa. Ông nhậm sao vậy kìa? Ông là ship rồi, thấy kìa.
đọc chữ đó, đọc chữ đó, cái này giờ chữ mấy chữ nào sáu giờ kia hết rồi. Kéo rõ tàn luôn nè. Không. Đó. Em sáu chữ số cái gì nè. Chữ số gì em sáu? Sáu chữ số rồi. Hai cái mày cái nước đi hút cái gì vậy? Đó, móc gì ra đây? Cái gì ở đây? Wow, sao để coi sao làm gì? Chứ mình thấy ra đó thì ai cũng tốt cũng mừng đi. Anh em nào biết trình biết này kia nọ hết thì phải biết lại đó, biết là trong yên tâm mình sư phụ ra không ai biết hết thì ông giờ ông thấy chết bỏ dám chịu từ cái ngày trước là bị đè đầu của mặt người hoài rồi sao người ta nói là bữa nay là cũng có cái này sáng thì người ta là cho đừng tăng ngàn cho đâu sang tám.